Xin chào anh em thân thiết của Mr. Sui. Cho tới giờ, giới cho bù của Mỹ vẫn luôn có một câu hỏi rằng Việt Nam đã đào tạo ra những thế hệ đặc công xuất sắc tới như vậy bằng cách nào? Thậm chí, họ đã chi cả tỷ đô la Mỹ để tìm hiểu và giải mã những trận đánh của quân ta. Nhưng kết quả trả về vẫn là bằng không. Hình thức và lối đánh của đặc công Việt Nam luôn thiên biến vạn hóa, không theo một thể nhất định nào. Chính vì thế mà nó đã nhiều lần làm vô hiệu hóa hàng phòng thủ của địch, khiến chúng rơi vào thế bí. Đỉnh cao của tác chiến đặc công là quân mình lấy ít địch nhiều, thành công đánh chìm tàu chở dầu to như tòa nhà 5 tầng của Mỹ, khiến Nhà Trắng rơi vào cảnh báo vì tổn thất kinh khủng đó. Vậy trận đánh đó đã diễn ra như thế nào? Đặc công của ta đã xử gọn chiếc tàu đó ra sao? Mời anh em cùng xuôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Học thuyết quân sự Việt Nam dựa trên sức mạnh của tinh thần yêu nước, mục đích cuối cùng là toàn vẹn lãnh thổ, từ đó hình thành và phát triển các lực lượng vũ trang nhằm đạt được mục đích đó. Từ đó, nảy sinh những lực lượng đặc biệt đáp ứng yêu cầu thực tế của chiến trường và đối tượng tác chiến. Lực lượng đặc công trên một khía cạnh nào đó được hình thành và phát triển từ học thuyết quân sự Việt Nam, và hiệu quả của nó đã khiến các lực lượng quân sự thiện chiến nhất phải khiếp đảm. Từ những chương trình huấn luyện của Team Six, SFC Thụy Sĩ, CSC Nine của Đức, SBS Hải quân của Anh, SEAL của Hải quân Mỹ, lực lượng Delphin Vampel của Nga, có thể thấy được những dấu ấn rất đặc thù của đặc công Việt Nam. Đó là khả năng bí mật đột nhập, khả năng luồn sâu, khả năng phá hoại và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, khả năng sống còn trong môi trường đặc biệt khó khăn, rừng hoang nhiệt đới, đầm lầy, sông hồ, trên biển, trên sa mạc, với sức chịu đựng vượt ngoài sự tưởng tượng của con người. Hình thành và phát triển trong cuộc chiến tranh dữ dội và khốc liệt chống lại một siêu cường quân sự, hùng mạnh cả về binh lực và phương tiện chiến tranh hiện đại. Những phương thức và kỹ năng tác chiến của đặc công Việt Nam đã trở thành một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng luôn thường trực cùng quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Những đòn tấn công vào những nơi được canh giữ cẩn mật nhất, lực lượng đặc công phá hủy các sân bay quân sự, kho tàng, bến cảng, tiêu diệt các đoàn vận tải quân sự, ngăn chặn và gây tổn thất nặng nề các cuộc hành quân, đánh phá các căn cứ quân sự và bắt hoặc tiêu diệt các sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ và Sài Gòn. Thậm chí, lực lượng đặc công biệt động còn tiến hành các trận tập kích hỏa lực ngay giữa nội đô thành phố. Đặc công biệt động đã biến miền Nam trở thành một chiến trường không có hậu phương và không có bất cứ một nơi nào an toàn cho quân đội Mỹ. Ngược dòng lịch sử, 16 tuổi, chàng trai Trần Quang Khải, sinh năm 1952, thôn Thanh Nga, xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, đã gác bút làm đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Dù lúc đó, bản thân ông được ưu tiên vì có anh trai đang tham gia chiến trường miền Nam. Tháng 6 năm 1968, ông được gia nhập đội 1, đoàn 126, quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Vì được mệnh danh là giai cá từ nhỏ, người thanh niên Trần Quang Khải lúc đó được đào tạo trở thành đặc công nước. Nhớ lại sự kiện mình đã làm được xem như là kỳ tích ấy, ông Khải không khỏi luôn tự hào. Cho đến giờ, đã 50 năm trôi qua, ông vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc giấu mình trong cát, ngâm mình dưới nước cả ngày trời. Lúc cai min vào tàu, giây phút chiếc tàu 15.000 tấn phát nổ, bốc cháy, ngọn lửa giữa biển khơi cao hơn 100 mét. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tử trần. Trước sự đau thương vô hạn ấy, Mỹ ngụy lợi dụng những ngày đó tấn công, đánh phá ác liệt nhiều vùng trên chiến trường miền Nam. Vì vậy, cả nước đồng tâm thực hiện lời kêu gọi, biến đau thương thành hành động. Đoàn 126 cũng phát động phong trào, tìm diệt nhiều tàu địch, lập công để đơn bác. Thời điểm này, để tiếp tế cho hơn 3 vạn quân Mỹ và hàng vạn quân ngụy đang bị giam chân ở mặt trận đường 9 Khe Xanh, địch coi tuyến đường biển cửa Việt, Đông Hà là cái dạ dày cung cấp vũ khí, nhu yếu phẩm của chúng. Bộ Chỉ huy Hải quân Mỹ ngụy đã ra lệnh cho các đơn vị vận tải của chúng chỉ được sử dụng tàu dưới 4.000 tấn vào cảng cửa Việt dỡ hàng. Các tàu có trọng tải lớn hơn phải neo đậu ngoài biển, cách bờ từ 1 đến 5 hải lý, chờ xà lan và tàu nhỏ ra lấy hàng, tuyệt đối không được vào cảng. Ông Khải kể lại. Ngày 5 tháng 9 năm 1969, cơ sở và trinh sát báo về có một tàu lớn đỗ ngoài khơi cách cửa Việt 3 hải lý về hướng đông nam, đang chờ xà lan và tàu nhỏ ra lấy hàng. Đây là tàu USS Nosubi có trọng tải 15.000 tấn, có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị ngụy quân ở mặt trận đường 9. Chiếc tàu này được Mỹ trang bị hiện đại, có thiết bị chống người nhái, chống đặc công nước và được canh gác rất nghiêm ngặt. Đảng ủy và chỉ huy đoàn 126 lập tức lên kế hoạch đánh tàu này. Hải đoàn 126 được giao nhiệm vụ tấn công
làm tắc nghẽn tuyến giao thông huyết mạch này. Vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 9 năm 1969, tại một điểm xuất phát ở Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tổ chiến đấu của đội 1 gồm 3 đồng chí Bùi Văn Hy, Trần Xuân Hỗ và Trần Quang Khải do đồng chí Bùi Văn Hy làm tổ trưởng bơi ra biển tiếp cận tàu địch. Mỗi người mang theo ống thở, khí tài lặn, 2 thủ pháo, 2 lựu đạn, dao găm. Riêng hai đồng chí Hỗ và Khải nhận thêm 2 quả mìn rùa nặng 6,8 kg của Liên Xô sản xuất. Đây là loại vũ khí rất lợi hại của đặc công nước, có ghép 48 mảnh nam châm hình móng ngựa, có sức hút 100 kg. Khi mìn đã áp sát vào sườn tàu, rút chốt an toàn, đúng giờ sẽ nổ. Nếu chưa đến giờ nổ mà bị tháo gỡ mìn cũng sẽ tự phát nổ bởi nó có ngòi chống tháo. Để chuẩn bị cho trận đánh này, trước đó đồng chí Trần Quang Khải được giao nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình. Do đó, tổ chiến đấu đã đề ra kế hoạch đánh tàu cụ thể, chặt chẽ. Cửa sông Cửa Việt rộng khoảng 200-300m, sâu từ 4-6m, cách bờ 1km. Đang vào mùa mưa nên lưu lượng nước đổ về đây rất lớn, tạo nhiều vòng xoáy nguy hiểm. Ngoài lực lượng bố phòng trên bộ, trên sông, nơi cửa biển, cách bờ chừng 5-8km, thường xuyên có tàu tuần dương Mỹ mang số hiệu 73 hoạt động. Nơi cửa sông có tàu tuần tiễu ven biển, tàu quốc, tàu quét mìn và tàu cứu thương của Ngụy. Phía nam cửa Việt, sát mép biển có 2 lô cốt và nhiều đài quan sát. Trước đó, quân Mỹ đã xây dựng thêm 5 ngọn đèn pha, nên đêm đến, khu vực cửa sông sáng như ban ngày. Người lính Trần Quang Khải kể bằng chất giọng hào sảng. Đêm đầu, hành quân vào vị trí tập kết, ém quân. Đêm thứ hai, bơi ra tiếp cận mục tiêu, gắn mìn. Đêm thứ ba, rút quân về bờ Bắc. Thời gian gắn mìn phải trước 1 giờ sáng. Mệnh lệnh của cấp trên là thực hiện không được quá 5 ngày. Từng ngày từng giờ được ông Khải nhớ rất rõ. Sau khi nhận nhiệm vụ, 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 1969, tôi cùng mọi người vượt đò Cửa Tùng sang bờ Nam, chọn phương án men theo mép biển. 22 giờ cùng ngày, tất cả đã đến bờ Bắc, Cửa Việt nhận vũ khí, rồi đeo phao, kéo vũ khí xuống nước, vượt sông Cửa Việt sang bờ Nam. Mỗi người mang theo ống thở, khí tài lặn, 2 thủ pháo, 2 lựu đạn, dao găm. Riêng tôi và ông Hỗ nhận thêm 2 quả mìn rùa nặng 6,8 kg của Liên Xô sản xuất. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một trung đội lính Ngụy tuần tra qua làng, chúng phát hiện cồn cát có dấu vết lạ, liền ra sức lùng sục. Ông Khải thì chôn mình dưới cát, còn ông Hy và ông Hỗ thì nằm dưới sông cho đến hơn 17 giờ chiều. Không tìm thấy bất cứ thứ gì, đội quân này mới rút. Mệnh lệnh cấp trên cho thời gian thì gấp rút, mà hết một ngày chúng lùng sục nên anh em cứ chôn mình dưới cát và sông thế, không động tĩnh gì. Đợi cho chúng rút đi. 18 giờ anh em mới lần đường ra mép nước và bơi ra biển. Thế nhưng, vừa bơi được một đoạn ngắn thì một cơn giông nổi lên, sóng to, gió lớn, nơi cửa sông dòng nước chảy xiết nên mọi người đành quay vào bờ tìm chỗ giấu vũ khí, giấu người. Người lính Trần Quang Khải nhớ lại. Được lệnh cơ động đến cảng Cửa Việt vào đêm 20 tháng 2 năm 1969, không gian chìm trong bóng đêm, tiết trời giá rét, nước buốt như kim châm. Sau khi vượt qua ổ phục kích, chui qua 3 lớp hàng rào, chúng tôi mới áp sát được bờ sông Thạch Hãn. Trên sông, địch liên tiếp quăng lựu đạn nhằm ngăn chặn chúng tôi tiếp cận tàu. Sau một ngày ẩn giấu, đêm ngày 7 tháng 9 năm 1969, tổ đánh tàu xuất phát hướng về mục tiêu. Nhưng cả ba người bơi được hơn 100 mét thì gặp gió to, sóng lớn, nước chảy xiết, không thể vượt lên được, cả tổ đành quay lại bờ ẩn nấp thêm một ngày. 17 giờ ngày 8 tháng 9, ông Khải tiếp tục cùng ông Hỗ mang theo vũ khí, đeo phao, lần theo mép nước ra biển. Tổ trưởng Hy ở lại cảnh giới. Lặn hụp dưới nước, vật lộn với sóng gió hơn 3 tiếng đồng hồ, ông Khải cùng đồng đội mới tiếp cận được gần con tàu. Trên đầu máy bay địch quân thảo, ở dưới lính canh gác nghiêm ngặt. Chỉ trong tích tắc, chốt thay ca của địch sơ hở, hai ông nhanh chóng bám được dây neo của tàu. Mặc dù biết trước đây là tàu cực lớn, nhưng tôi vẫn bị choáng bởi nó cao 15m, rộng 20m và dài 100m. Ánh sáng đèn pha làm mặt biển quanh tàu sáng như ban ngày. Anh Hỗ luồn về bên trái mạn tàu, tôi luồn sang phải. Cả hai tìm khoang chứa dầu rồi cạo hà, áp mìn. Mỗi quả mìn cách nhau 3m, dưới độ sâu 0,5m so với mực nước biển. Vừa gắn xong mìn, chúng tôi bị địch phát hiện. Chúng lập tức cho nổ súng báo động. Đạn tiểu liên AR-15 và lựu đạn lập tức ném xuống quanh tàu như mưa. Máy bay trực thăng, một chiếc máy bay C-130, 5 tàu tuần tiễu từ cửa Việt ra vùng biển có chiếc tàu dầu neo đậu, kết hợp với tàu tuần dương và khu trục Mỹ ngoài khơi vào, sục sạo, truy tìm.
pháo sáng bắn lên sáng cả một vùng, đạn các loại từ trên tàu, trên máy bay xỉa xuống. Trên bờ, từ cửa Việt ra cửa Tùng, địch bủa quân vây muôn ngả. Chiếc tàu chở dâu của địch hốt hoảng nhổ neo bỏ chạy về phía cửa Việt. May mắn lúc chúng phát hiện cũng là lúc hai anh em tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng 22 giờ, min nổ theo giờ hẹn, ngọn lửa cao đến cả trăm mét, sáng rực cả mặt biển. Mỹ điên cuồng chút đạn, sức ép làm các chiến sĩ của ta nghẹt thở, choáng váng rồi chìm nghỉm xuống nước. Sợi dây liên kết đồng đội bị đứt, mỗi người văng một nơi, mất liên lạc, cứ như vậy họ để nước cuốn trôi đi. Họ lạc nhau, đói khát, ẩn giấu mình dưới sự lung sục, truy quét của địch. Người nọ tưởng người kia đã hy sinh. Một ngày sau, cả ba chiến sĩ đã gặp nhau ở điểm quy định bên bờ bắc cửa Việt rồi cùng trở về căn cứ. Ông Khải bị thương vào đùi, còn ông Hỗ bị sức ép ù tai. Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, đã xác định là chết nên khi hoàn thành rồi cũng cứ cố gắng thoát thân. Sống thì là may mắn, còn chết thì cũng mãn nguyện. Cứ tưởng ông Hỗ đã hy sinh, nhưng một ngày sau thấy ông trở về, anh em mừng quá, chỉ biết ôm nhau khóc. Rạng sáng ngày 10 tháng 9, ba người tìm cách luồn lách qua những ổ phục kích của địch trở về bờ Bắc an toàn. Ngày chiều hôm đó, cả tổ đến trước ban thờ Bác Hồ thành kính báo công về Bác. Ông Khải tự hào, sự kiện tàu dầu 15.000 tấn của Mỹ bị đánh đắm này được hơn 70 tờ báo của các nước đưa tin, bình luận với những dòng nội dung kinh hoàng, ngoài sức tưởng tượng. Có tờ báo còn đặt câu hỏi, bằng cách gì mà Việt Cộng có thể thâm nhập, cài đặt mìn vào tàu khi mà radar trên tàu quét 24/24 giờ và thiết bị theo dõi của tàu có thể nhìn thấy từng con cá đang bơi dưới đáy biển. Sau trận đánh ấy, ông Khải lại cùng đồng đội dũng cảm chiến đấu và lập chiến công ở nhiều trận đánh khác. Những năm sau đó, ông được cấp trên cử sang Liên Xô học. Năm 1990, ông về hưu mang quân hàm thiếu tá với cương vị là phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 299, quân đoàn 1. Năm 2015, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là trận đánh bằng kỹ thuật đặc công đầu tiên ở ngoài biển của đoàn 126. Các chiến sĩ tham gia trận đánh đều được tặng thưởng huân chương chiến công. Riêng đồng chí Trần Quốc Khải lập công xuất sắc nhất được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp và khen ngợi. Năm 2015, đồng chí Trần Xuân Hỗ và Trần Quang Khải được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng đó chỉ là một trong vô vàn những lần đặc công của ta thành công tiêu diệt địch, lấy ít địch nhiều, lấy một địch trăm và trở thành nỗi ám ảnh của lính Mỹ. Những đợt tấn công vào những nơi được canh giữ cẩn mật nhất, lực lượng đặc công phá hủy các sân bay quân sự, kho tàng, bến cảng, tiêu diệt các đoàn vận tải quân sự, ngăn chặn và gây tổn thất nặng nề các cuộc hành quân, đánh phá các căn cứ quân sự và bắt hoặc tiêu diệt các sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ và Sài Gòn. Thậm chí, lực lượng đặc công biệt động còn tiến hành các trận tập kích hỏa lực ngay giữa nội đô thành phố. Đặc công biệt động đã biến miền Nam trở thành một chiến trường không có hậu phương và không có bất cứ một nơi nào an toàn cho quân đội Mỹ. Ngay từ cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ đã thể hiện bản lĩnh và năng lực tác chiến hiệu quả trước một đội quân thường trực chiến đấu chuyên nghiệp, vũ khí trang bị hiện đại của Pháp và lực lượng lính đánh thuê Lê Dương. Lực lượng đặc nhiệm là sự phát triển cao độ của du kích quân và người Việt Nam là những chiến sĩ du kích giỏi nhất thế giới. Các lực lượng bộ đội đặc biệt tiến hành các đợt trinh sát luồn sâu và chiến đấu trong lòng địch. Trong các đội quân đó, điển hình là các chiến sĩ cảm tử với khẩu hiệu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là những chiến sĩ công kiên trên các tuyến phòng ngự dày đặc đồn bốt địch. Họ mang theo thuốc nổ, bộc phá và mở con đường tấn công cho các lực lượng công kích. Cửa mở qua các tuyến hàng rào dây thép gai, sông mìn và lưới đạn súng máy dày đặc luôn thấm đẫm máu và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cảm tử. Phương thức tác chiến khởi điểm ban đầu là tác chiến mật tập, bí mật đột nhập hệ thống phòng ngự đồn bốt, kết hợp với tác chiến cường tập, sử dụng lực lượng tập trung công đồn. Trong những giai đoạn này đã hình thành hai lữ đoàn đặc công bộ đầu tiên là 112 và 113, kết hợp với tác chiến trên bộ là sự phát triển của đặc công nước nhằm tấn công các tuyến đường vận tải đường sông của đối phương, đặc biệt là khu vực miền Nam Việt Nam, nơi có nhiều sông rạch và kênh vận tải, yểm trợ hỏa lực. Các trận đánh khốc liệt trên sông nước miền Nam đã hình thành lực lượng đặc công rừng sát đầu tiên. Những chiến công của họ đã bẻ gãy mọi ý đồ chiến tranh và đưa lực lượng vũ trang Việt Nam từ chiến thắng này đến chiến thắng khác ngày một lớn hơn. Năm 1953 đến năm 1954 là những năm phát triển mạnh mẽ nhất của các lực lượng đặc nhiệm Việt Minh, khi những lực lượng nhỏ được trang bị tốt và có kỹ năng tác chiến hoàn hảo, từ các chiến khu miền Nam tấn công mạnh mẽ vào các đơn vị phòng ngự của quân đội Pháp. Họ đã gây ra những tổn thất nặng nề với binh lực,
Đồng thời, những đòn tiến công liên tiếp vào sân bay, kho tàng quân sự, các đoàn công vụ quân sự và các tuyến đường vận tải trên khắp đất nước đã phá hủy hoàn toàn tham vọng xây dựng 18 binh đoàn cơ động mạnh của tướng Nava và đẩy quân đội Pháp vào một trận đánh cuối cùng ở Điện Biên Phủ, chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, cùng với định hướng xây dựng quân đội chính quy, các đơn vị trinh sát biệt động đã có những bước đi ban đầu khá mạnh mẽ. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, đã có quyết định xây dựng lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không, lữ đoàn dù 305 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam có căn cứ tại Bắc Giang. Lực lượng nhảy dù bao gồm các cán bộ đặc nhiệm cốt cán được huấn luyện tại Trung Quốc. Sau đó, các sĩ quan đặc nhiệm đã biên chế thành lữ đoàn dù và tiến hành các công tác huấn luyện, thực hành chiến đấu với các huấn luyện viên Liên Xô, năm chuyên gia. Cuộc đấu tranh chính trị đòi thực hiện Hiệp định Geneva ở miền Nam đã chuyển thành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh giải phóng. Từ miền Bắc, các lực lượng đặc nhiệm đã hành quân theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, tiếp cận chiến trường miền Nam, xây dựng các lực lượng đặc công, biệt động tại chỗ trên các chiến khu. Từ đó, hình thành các đơn vị đặc nhiệm chính quy của Quân Giải phóng Nhân dân miền Nam Việt Nam. Những đơn vị bán chính quy, dân quân du kích trên khắp miền Nam được huấn luyện trong các chiến khu, kỹ thuật tác chiến của đặc công được phát triển và nhân rộng trên toàn bộ miền Nam Việt Nam. Từ đột nhập vào các khu căn cứ địch dưới nhiều hình thức, vận chuyển vũ khí khí tài vào hậu phương trong lòng địch đến các trận đánh bí mật bất ngờ, các lực lượng đặc công hình thành ở tất cả các binh chủng trên chiến trường được phân chia thành 2-3 mô hình chiến thuật tổ chức lực lượng, trinh sát đặc công và biệt động. Các lực lượng trinh sát đặc công thường tác chiến trong đội hình của một đơn vị binh chủng hợp thành, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và khi cần sẵn sàng tiến hành các đòn tiến công mở đầu cho một trận đánh. Các lực lượng đặc công thủy và bộ có những trận đánh độc lập hoặc phối thuộc là một binh chủng riêng biệt. Các lực lượng biệt động là những lực lượng bán chính quy, tập trung chủ yếu ở hậu phương của đối phương. Biệt động có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, từ tình báo chiến dịch, chiến thuật, tấn công các mục tiêu quan trọng hoặc có ý nghĩa chính trị lớn, các nhân vật quan trọng của đối phương, đến các hoạt động phá hoại, bắt tù binh và hỗ trợ các chiến dịch tuyên truyền. Chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 1964, 7 cuộc tấn công tiêu diệt các đối tượng nguy hiểm của chính quyền Sài Gòn và của quân đội Mỹ đã diễn ra. Các đòn tấn công của các chiến sĩ biệt động nhằm cả vào các nhân vật quan trọng của Mỹ như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, tướng William C. Westmoreland, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Những đòn tấn công của đặc công Việt Nam diễn ra khắp mọi nơi, kể cả những khu vực được coi là căn cứ quân sự được bảo vệ tốt nhất và chắc chắn nhất trên thế giới như Tổng kho Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất, các khách sạn dành riêng cho các sĩ quan cao cấp Mỹ. Và cuối cùng, mục tiêu là Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn bị tấn công ngày 30 tháng 3 năm 1965. Mục tiêu tác chiến của đặc công các binh chủng, đặc công, trinh sát đặc công công binh, đặc công pháo binh, tên lửa, chủ yếu nhằm vào các kho tàng, bến cảng và căn cứ quân sự, đặc biệt nhất là sân bay, vốn là chỗ dựa hỏa lực chính và cũng là ưu thế mạnh nhất của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Trận đánh đầu tiên vào sân bay Biên Hòa từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 1964 đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Mỹ, phá hủy 15 máy bay, tiêu diệt nhiều binh sĩ Mỹ. Tiếp theo đó là trận tập kích vào trại Holloway gần Pleiku ngày 7 đến ngày 8 tháng 2 năm 1965. 8 quân nhân Mỹ chết, 106 người bị thương, 5 máy bay trực thăng bị phá hủy. Trong các trận tấn công liên tiếp vào các căn cứ kho tàng hậu cần kỹ thuật như trận tấn công vào kho xăng Esso ngày 5 tháng 8 năm 1965 ở Đà Nẵng đã đốt cháy 10 triệu lít xăng, mất 40% tổng dự trữ xăng dầu của Mỹ ở Việt Nam. Ngoài ra, các lực lượng đặc công còn tiến hành các trận pháo kích vào các khu sân bay dã chiến, các sở chỉ huy và các địa điểm quan trọng của thành phố Sài Gòn, như trận tập kích hỏa lực Sung Cối ngày 27 tháng 10 năm 1965 kết hợp với mật tập đã tiêu diệt hàng chục máy bay trực thăng chiến đấu tại căn cứ Mapley Mountain gần Phú Bài của lĩnh thủy đánh bộ Mỹ. Tổng kết toàn bộ thành tích của đặc công Việt Nam trong chiến tranh đã phá hủy 1.600 khẩu pháo, 30 giàn tên lửa, 9.000 xe quân sự, 2,7 triệu tấn bom đạn, 600 triệu lít xăng dầu, đánh chìm, đánh hỏng 400 tàu xuồng chiến đấu, hàng nghìn máy bay chiến đấu các loại. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đặc công trên bộ là đặc công nước Việt Nam, số lượng và kỹ năng tác chiến của lực lượng này vượt xa tất cả những hiểu biết về khả năng tác chiến ngầm của tất cả các lực lượng trên thế giới. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cũng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.